Buổi sáng ngày hôm nay trời ôi muốn mưa, có chiếc xe máy cày, có chiếc xe xúc đất nó đang xúc cái miếng vườn của anh Hai, và cái băng xuống này, băng xuống của đứa em nó đang tưới này cả nhà. Đây là dàn tưới tự động nha cả nhà, có thấy nước nó đang tưới không? À, nước đang tưới đó. Bây giờ người ta làm sẵn như vậy tưới dễ lắm, chứ ngày xưa phải cầm dây kéo mà tưới cực lắm. Cái bếp này nè, nếu mà đất mà nó nhét vô đó cả nhà, thì mình phải đem xuống, mình sẽ xuống dưới, mình thấy cái cây á, mình xúc cái đất nó ra, chứ không thôi nó nghẹt là ngay cái chỗ đó nó sẽ khô đất và nó sẽ không có tươi, nó không có sống được á. Cho nên là nhất nước mà nhiều phân tam cần tứ giống, nó bung như vậy đó. Thì cái chỗ bên đây đó, cái chỗ bên đây thì nó sẽ bung lại. Nó tủa ra như vậy đó các bạn. Nằm tưới ở dưới. Số này là số là bắp cải nè. Bắp cải chứ không phải là cải thảo. Hôm qua mình nói lộn, mình nói là cải thảo này là bắp cải tròn á. Các bạn thấy không? Còn cái băng dưới là người ta thu hoạch hết caron rồi đó. Rồi chiếc xe này nè, chiếc xe này nó đang cải tạo đất nè. Đó, chiếc xe này là nó đang xúc đất. Nó đang xúc đất để mà nó trộn đất á. Nó lấy cái đất ở phía dưới lên thì nó tốt hơn, còn ở phía trên này thì nó bị thuốc rồi, nó còn lâm hết rồi, cỏ rồi mọc quá nhiều á. Người ta muốn trộn lại cho người ta lấy cái đất ở phía dưới lên đó các bạn. Và băng ở phía kia là cũng là xuống luôn. Đó, ở dưới vườn của gia đình bên nhà mình thì như vậy ha, buổi sáng là phải tưới như vậy đó. Cái băng này là cái băng sú là bắp cải. Bây giờ là cái băng này là của anh Hai, thì người ta đang xúc đất á, người ta đang xúc đất để người ta đội đất ở phía dưới lên á cả nhà. Đất cải tạo đất đó. Nếu như mà mình để như vậy mình trồng á thì nó không có tốt. Đó, người ta đang xúc đất á. Mấy cái dây này là mấy cái dây ống nước để bắt vô cái bét này để tưới nè cả nhà. Đó. Thì đó các bạn có thấy không, cái xe cẩu để dành múc cải tạo đất á, nó đang múc á. Đó. Nó bắt đầu đi lên nè nha. Cái đất ở phía dưới á thì nó còn nguyên á. Nó chưa có đụng tới thuốc á, thành thử ra nó rất là tốt, cho nên mình phải xới nó lên. Mà xới mà máy cày bình thường á thì xới không có được, nó không có múc sâu. Cho nên phải cần dùng cái này để cho nó múc sâu xuống, rồi nó đem cái đất cũ á, nó đè cái đất mới ở dưới, nó đè lên cái đất cũ nha. Thì trồng mới được. Đó. Rồi quay. Thì làm vườn nó vậy đó các bạn, hồi xưa đó các bạn biết không? À. Đó, hàng múc không? Máy múc kia đâu mà máy múc. Bây giờ sáng sớm ra phơi nắng nha, ngồi phơi nắng nè. Đang review cho các bạn xem luôn. Đó, về đây là nắng chói chang. Nắng rồi mưa. Xung quanh này thấy không, đẹp luôn. Cảnh nhà vườn. Để quay gần lại đến các bạn xem thử ha. Cái này là cái máy múc. Máy múc đó. Những công trình xây dựng người ta hay dùng cái máy này để người ta di chuyển đất cát rồi đó.
rồi múc nè, rồi đập đập cái nền đất á, những hạn như là những cái nơi mà người ta muốn phá bê tông á, cũng cần dùng tới cái máy này đó. Nó đập xuống một cái rồi bể nát luôn. Còn cái này á, là nó múc từ ở trên mà nó múc sâu xuống dưới luôn á cả nhà. Đó, mình ở gần mình mới thấy, hồi nãy đứng trên kia quay thì nó không có rõ. Thì ở phía đất ở dưới nó màu mỡ hơn, nó rất là tốt. Đây, đất của ảnh đây, cỏ nè, các bạn thấy cỏ ghê hồn không? Cỏ không, nó mọc không? Hồi trước ảnh làm cỏ nó mọc cao lắm, phải là nhầy vậy đâu nha. Cỏ nó mọc ngang với người cái, nửa người mình đứng lên tới đầu gối luôn á, chứ không phải vậy đâu. Anh hai, anh trồng, anh làm biếng lắm, anh không bao giờ mà anh chịu mà xuống mà anh chăm, anh dãy cỏ gì hết á. Đó, giờ còn người ta làm nè. Đó. Thì là cỏ nó mọc vậy là nhiều lắm rồi đó, chứ không anh hai là họ giống như là một cái đám rừng luôn á. Bạn thấy không? Đây là cái miếng đất cải tạo của anh hai. Đó, người ta đang múc ở cái đám ở phía bên dưới xong rồi. Bây giờ người ta sẽ múc ở chỗ này. Thì sau khi mà múc này xong rồi, bắt đầu mình bỏ phân lên, mình cày lại. Mình cày lại rồi mình trồng nó mới tốt nha. Đó. Đó, nó múc vậy đó. Để coi gần gần coi nó múc sao. Hồi đó giờ mình cũng chưa thấy nó múc. Xới lên ha, nó múc sâu xuống rồi nó xới lên. Cái này là mình zoom nè, mình zoom cho nên thấy không có rõ. Nếu nó quay, nó tới gần gần thì mình quay rõ hơn. Đó, bên kia là nhà lồng quá chừng luôn. Đây là măng sú. Đây, cỏ. Cỏ. Cỏ đây là cỏ dền nha, phải không ta? Mình cũng không biết. Đây. Đó, bắt đầu nó hình thành lại rồi đó, nó quấn vô rồi, cả nhà thấy không? Nó quấn vô rồi đó đâu. Đó, đẹp biết không? Rồi, ở trên kia là cái nhà xa, cái ngõ sau của nhà mình với thằng em ha. Còn cái này là xe máy cày hoặc là cái gùi để cổng hàng lên đó. Đi về, quay xa qua vậy thôi, đi về. Nước cốt dừa, ra ngoài này mua nấu cà ri chua. Cái nước cốt dừa đó người ta vô lon nhỏ xí vậy nè cả nhà. Trời ơi, ngộ ghê. Coi như là nó làm cho mình sẵn tiện ghê, nhỏ xíu vậy nè, đủ hai người ăn thôi. Mình nấu một cái tô cà ri chua, là cà ri cá đó. Mình thấy chả cá cũng ngon quá. Ăn vậy đó. Quay cái máy cày, ý quên cái máy xúc đất. Giờ đi về mua đồ ăn nè, đó chả cá nè, ở đây nói chung là chả cá cũng ngon. Đó, giờ anh hai làm máy cày. Bây giờ mình đi vô nhà nấu cơm cho ông ăn. Xin chào cả nhà nha. Hồi nãy mình có một trái bưởi, bởi vì hôm bữa cúng rằm đó thì mình gọt ra nè đó. Thì cái vỏ nè, các bạn đó. Mình
lóc ra rồi mình lấy để mình làm cái chè bưởi nha. Mình lấy cái vỏ trắng ở bên trong á, cái mình cắt nhỏ ra hột lựu vậy nè. Đây, đây là bưởi nè, đã không? À, bưởi da xanh ngọt lắm. Thì cái vỏ á, mình sẽ đem mình gọt ra, mình lóc cái này ra, mình lấy cái thịt thôi nha cả nhà. Mình lóc cái vỏ trong với lại cái vỏ ngoài ra nè. Đó, và mình cắt hột lựu. Hột lựu thì nó sẽ được như thế này nha. Đó, để mình nấu chè bưởi nha cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ đi ngâm nước muối, mình xả cho sạch. Đó, nhớ không, cắt hột lựu nhỏ nhỏ vậy nè. Mình nấu cái này mấy lần rồi. Đó, rồi còn cái vỏ xanh này bỏ đi, bởi vì cái này nó đắng lắm. Nè, vỏ xanh này bỏ đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vỏ bưởi vào nước và mình sẽ bỏ một nắm muối nha. À, các bạn nên nhớ là mình sẽ dùng muối hột nha. Đó, sau đó rồi mình xả nước và mình vắt ráo. Mình làm đi làm lại cái động tác này cho tới khi nào mà nó hết đắng thì thôi nha các bạn. Đó, mình ngâm một chút xíu cái mình xả tới xả lui hoài vậy đó. Mình khi mà mình xả xong 2-3 nước rồi mình cắn thử. À, nếu như mà nó còn nhẫn nhẫn á, thì cũng phải ráng chịu khó làm lại cho nó vắt cho nó ráo và mình sẽ xả lại nước sạch. Thì cái chất đắng ở trong cái vỏ bưởi nó bớt đi thì mình ướp đường nó mới ngon nha cả nhà. Và mình nhớ là mình sẽ vắt cho ráo nước ha. Và cái nước này á, là nước cuối. Thì mình thấy nó bớt đắng rồi, nó hết đắng rồi á. À, thì mình xả lại nước sạch nha. Đó, để mình sẽ tắt ngang cái giai đoạn mà nhiều nước cho các bạn xem cho mau. Đó, sau khi mình xả xong rồi đó, bây giờ mình sẽ bắt nước mình luộc nha. Luộc lên. Đó, này là bưởi hồng mà hình thử ra nó có cái hồng hồng. Phải hết chất bắn thì mình bắt một nồi nước sôi lên nha. Đây, nước nó đang sôi ha. Và mình sẽ cho một ít phèn chua, một muỗng nhỏ xíu phèn chua thôi. Đó, mình đổ vô. Và sau đó thì mình sẽ cho vỏ bưởi vô nha. Để mình luộc á, mình loại đi những cái chất mà đắng ở trong cái bưởi đó nha các bạn. Đó. Rồi một lát nữa mình sẽ, sau khi mình luộc khoảng cái phèn chua này nó giúp cho cái vỏ bưởi mình nó trắng mà nó giòn hơn. Rồi một lát mình xả lại một nước nữa rồi xong. Thì mình luộc vỏ bưởi khoảng 5 phút. À, để cho nó vỏ bưởi nó trắng ra. Với là nó có cái độ giòn á. À, làm chè bưởi thì nói chung là cái phần đầu á, sơ chế cái vỏ bưởi á, nó hơi mất công. Và sau khi mình làm xong mình ướp đường rồi mình nấu rất là nhanh nha. Đó. Cho nó loại bỏ mấy cái chất đắng trong ra chứ lại nó. Tại vì mình xài là bưởi da xanh thì nó hơi hồng hồng. Rồi bây giờ mình có thể tắt bếp được và mình sẽ ra đổ ra rổ nha. Đây các bạn, mình sẽ đổ ra hết ha.
Thì cái vỏ bưởi sau khi mình làm xong rồi mình xả lại một nước sạch, thì mình bóp coi nó là nó như thế này, nó có một chút xíu nước ở trong, để một lát mình ướp đường nó thấm nha các bạn. Đó, đây nè, rồi mình lấy mình cắn thử ha, mình thấy nó hết đắng rồi thì thôi. Đây, mình lấy một miếng mình cắn thử nha. Vậy nó hơi the the cũng còn cũng được, không sao. Rồi bây giờ mình sẽ ướp đường nha các bạn. Mình ướp đường thì mình cũng phải nhắm thôi. Thì mình làm một trái bưởi như vậy là mình ướp khoảng là 300 gram đường. 300 gram đường mình sẽ ướp vào bên đây. Thì mình chỉ nhắm thôi. Mình ướp cho nó ngọt ở bên trong, khi mà đường mà nó cắn vô rồi đó thì mình cảm thấy nó ngọt ở bên trong, nó hòa quyện với lại cái vỏ bưởi thì ăn nó mới không có đắng ha các bạn. Đó, mình trộn lên cho đều ha. Rồi nếu mà mình để ngày mai mình nấu thì mình bỏ vào tủ lạnh để đắp lại, rồi ngày mai nó sẽ thấm. Chứ bây giờ mình mới ướp thì nó chưa có thấm đâu các bạn. Còn nếu mình muốn nấu liền thì dễ lắm, mình đem mình bắt lên một cái nồi hoặc cái chảo trên lò, trên bếp á, mình trộn qua trộn lại thì nó sẽ thấm liền. Nhưng mà cái này thì mình làm mình để sẵn đó đi, ngày mai rồi mình mới nấu thì mình có thể mình bỏ vào tủ lạnh được, ngăn mát, thì ngày mai đem ra nó sẽ thấm hết vô. Còn đây là mình mua bột năng để mình quậy nấu chè nha, nấu chè với lại đậu xanh với lại đường phèn nè các bạn. Mỗi thứ mình chỉ xài nửa ký thôi, nhưng mà ví dụ mà liều lượng mà mình thấy nhiều thì mình thêm. Và một trái bưởi thì mình làm nửa ký đậu xanh cho nó nhiều. Đây mình đang hấp, mình hấp và bắt đầu là không phải hấp mà là mình nấu giống như là mình nấu cơm vậy đó. Khi mà nó cạn nước rồi thì mình chắc bớt lên nước ra, rồi mình nhắm cái hột đậu nó nở rồi đó, mình bớt nước đi các bạn, rồi mình để rửa riêng như vậy á, để cho nó nở cái hạt đậu ra nó mới ngon. Và sau khi mình ướp đường để qua một đêm thì mình lấy ra thì nó đã thấm rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ vào trong một cái tô bột có sẵn, đây là bột năng. Nếu không đủ thì mình sẽ cho thêm để mình xốc cho đều, để nó áo hết cái vỏ bưởi ở bên trong. Thì ở bên ngoài có một lớp vỏ bột năng nha. Đây, bây giờ mình sẽ đổ thêm bột năng vô để mà mình trộn ha. Có nhiều người làm cách khác, họ để cái vỏ bưởi nó dài, rồi người ta trộn nhồi bột năng á, rồi cái người ta lăn, coi như là người ta bọc cái vỏ bưởi đó, rồi người ta lấy dao người ta cắt ra. Còn cái này mình làm như vậy thì mình nó sẽ bọc được ở chung quanh luôn ha. Rồi ha, bây giờ mình đã qua cái công đoạn mình đã trộn bột rồi, bây giờ mình sẽ bắt lên bếp để mà mình luộc nha. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị trước một cái thau nước lạnh mà có cuộn nước đá nữa nha các nhà, các bạn. Để một lát mình vớt cái bưởi ra ha, cho nó giòn ha. Rồi. Và sau đó mình để cho nước nó sôi lại rồi mình mới là cho bưởi vào nha. Sau khi nước sôi rồi mình cho vỏ bưởi vào nha các bạn. Còn bây giờ thì trong thời gian đợi bột sôi á, nước sôi lên á, nó chín và bưởi á, thì mình sẽ lấy một cái tô để mà mình hòa chút nước lạnh với lại 300 gram bột năng nha. Để một lát mình sẽ làm, mình đổ vô trong cái nồi này luôn ha. Rồi bây giờ bột chín rồi mình sẽ vớt ra nha.
này đó, rồi mình sẽ vớt ra mình bỏ vào thau nước đá nha. Thì coi nó có đóng ở dưới không. Sau đó mình sẽ bỏ nửa ký đường phèn này vô nha cả nhà. Đây, các bạn sẽ thấy cái hộp, cái cục mà bí vỏ bưởi á, vỏ bưởi cứ lộn bí hoài nè, nó trong khe luôn ha. Khi mà mình bỏ vô cái thau nước đá này nè, nó sẽ giòn hơn nữa đó, nó sẽ bao bọc cái vỏ bưởi này nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ ra rổ nha cả nhà. Ở đây là đậu xanh của mình đã nấu chín rồi ha, một lát mình sẽ bỏ vào phân nửa thôi, tại vì mình nấu nhiều, mình để dành để mình làm bánh bột lọc đó, thì mình nấu hết nửa ký thì bây giờ mình lấy phân nửa thôi đó. Sau khi mình bỏ đường vào trong rồi, mình nêm đếm coi nó vừa ăn không các bạn. Sau đó rồi mình sẽ bỏ đậu xanh vô nha. Nếu như mà mình nấu mà mình cảm thấy mà nó đều lượng, ăn thua mình nhắm nha cả nhà. Có thể là hơn nửa ký đường. Và sau khi nước đang sôi thì mình sẽ đổ cái nước bột năng nó vào một tay, thì mình quậy cho đều để cho nó tạo độ sánh nha. Ăn thua mình nhắm nha, nếu mà nó đã sánh rồi thì các bạn ngưng lại, đừng cho nữa. Còn nếu nó chưa thì bạn hãy chế hết cái tô đó vô. Mà nếu nó cảm thấy mà nó vẫn còn lỏng thì các bạn thêm quà thêm một ít nữa ha. Và tiếp tục mình bỏ vỏ bưởi vô nha cả nhà. Và sau khi mình bỏ cái vỏ bưởi vào rồi thì mình sẽ trộn cho đều nha. Trộn cho đều cho nó hòa quyện vào ha. Đó, nó sình sệt như vậy là cũng được rồi đó các bạn. Ở ngoài nào người ta bán, người ta làm đặc hơn nữa. Nhưng mà thôi, ở đây mình ăn, ở nhà mình ăn mà. Cho nên là mình nấu vậy được rồi. Bởi vì khi mình ăn không hết đó các bạn, mình phải bỏ vô tủ lạnh. Cái này ăn lạnh cũng ngon lắm nha. Thì nó sẽ bị đặc lại, cho nên không cần thiết phải làm cho đặc ha. Rồi rất là thơm nha. Rồi bây giờ một lát nữa mình sẽ bỏ một ít dầu bưởi nha, tinh dầu bưởi vào cho nó thơm nha các bạn. Đây các bạn sẽ thấy là những cái vỏ bưởi là nó có cái hột trong trong đó các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình đã làm thành xong, bây giờ mình sẽ làm cái khâu mà nước cốt dừa nha. Bây giờ sau khi nước cốt dừa mình đã dắt thành một, mình mua là 2 lạng á các bạn, thì mình cho chút xíu muối nha. Muối thì cái này nước dừa nó hơi mặn mặn thì nó cũng ngon. Đây mình cho vô đây muối ha. Và mình cho nửa muỗng đường đi. Nửa muỗng đường ăn thơm cái vị ngọt của mọi người ha. Đó. Có nhiều người người ta thích ăn mặn á các bạn, thì thêm miếng muối nữa. Đó, để lên. Sau đó mình sẽ bỏ thêm cái bột mì nha. Bột mì hay bột năng gì cũng được.
này bột mì đi, bột mì, bột mì cho nó sền sệt đó. Và sau khi quà tan hết rồi thì mình đã bắt lên bếp nha, để cho sôi, nó sôi lên là nó chín rồi đó các bạn. Đó vậy đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị là mình bắt xuống, tắt bếp và mình sẽ múc chè ra chén nha. Rồi mình chế cái này lên. Khi mà mình múc, chuẩn bị mình múc ra thì mình nó nguội rồi đó, thì mình bỏ vài giọt tinh dầu bưởi này vào để cho nó thơm nha các bạn. Thay vì mình bỏ vani, nhưng mà cái này mình nấu về bưởi. Chứ mình nếu mình bỏ nhiều quá nó đắng nha. Mình bỏ ít thôi các bạn. Đây nè. Mua đâu phải dễ mua đâu, ở chợ Đà Lạt mới có chứ ở đây đâu có. Thì nó rất là mùi đó, mình trộn đều lên ha. Giờ mình sẽ múc ra để mà mình thưởng thức nha. Với lại mình hôm nay là ngày mùng 1 nè, cho nên mình muốn nấu cái chè này để mình cúng Phật. Và sẵn dịp mình cũng múc đem qua cho biếu cho ba má chồng ăn thử, với bà dì của anh hai chứ gia đình hai vợ chồng ăn gì hết đó. Thêm một miếng nước dừa nữa nha. Chia ra hết các bạn, chừa lại chỉ còn để ở nhà mấy chén với là một tô cho anh hai nó ăn thôi. Còn mình chia ra hết, mình cho người này người kia, mấy đứa em nữa nó ăn cho biết ha. Cái chè này thì ăn ngon các bạn, ăn cũng mát lắm, bởi vì bột năng mà vỏ bưởi mình ăn cũng tốt nữa. Cho nên mình mới nấu, chứ thường thường nó mất công cái vấn đề mà sơ chế cái vỏ bưởi mình làm biếng lắm. Chừng nào rảnh rang lắm mình mới làm đó, với là sẵn có vỏ bưởi mình ăn còn dư đó. Chứ bình thường ít khi nào mình nấu chè này lắm cả nhà ơi. Rồi sau khi mình múc chè qua cho bên nhà ba má chồng với lại mấy đứa em nó ăn thử, thì mấy đứa bên đó nó cũng khoái ăn chè của mình nấu lắm. Hôm trước có nấu một lần rồi. Rồi sẵn dịp hôm nay là ngày mùng 1 mình cúng Phật đó, mình có chè bưởi nè. Rồi hôm bữa mình cúng rằm tháng 4 đó, rồi mình lấy ra mình nấu nghe các bạn. Rồi xin mời cả nhà mình ăn nha, ăn thử coi hôm nay, bởi vì các bạn biết không, xin mời nha. Cái bưởi á, cái vỏ bưởi nó hơi nhẫn nhẫn là bởi vì nó là bưởi da xanh. Người ta nói làm bưởi á, mà bưởi năm roi á, thì nó mới ngon hơn. Bưởi da xanh này á, khi mà mình sơ chế mà cái lúc mà mình xả mấy nước muối luôn á, mình xả 3-4 nước luôn á các bạn, giờ nó hơi nhẫn nhẫn, nhưng mà nó kể ra nhà mình nấu ăn thì không sao. Nhưng mà khi nấu bán là phải xả cho sạch nha, phải xả cho nó hết cái chất đắng luôn á. Ngon lắm cả nhà,
Hôm trước mình ở Sài Gòn á, ở nhà chị của mình á, mình có nấu mấy lần rồi. Ừ, thì cái điều lượng thì mình chỉ nhắm thôi. Ví dụ như là vậy, mình mua nửa ký đậu xanh với lại nửa ký bột năng đường 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 phèn á, thì mình mua cũng nửa ký đó, vậy á, với lại ba cái linh tinh chẳng hạn như tinh dầu bưởi, hoa bưởi. Rồi cái xong, và cái lúc mà mình nấu á thì ăn thôi mình nêm nếm, với lại cái điều lượng mà nó đậu xanh nó nhiều quá đó thì mình cho thêm miếng nước đó, như cái cách của mình nấu như vậy đó các bạn. Chứ mình cũng không có chuyên nghiệp, nấu ở nhà ăn thôi. Thì cái bưởi á, mình lăn mình xốc qua bột năng á, nó giòn lắm nha cả nhà. Với lại mình trụng qua cái nước sôi mà mình bỏ chút xíu vàng chua vô thì nó sẽ tạo cái độ giòn. Cái bưởi này nè, ăn nguội mới ngon. Chứ đừng ăn nóng. Mà mình nấu á, mình nấu không có ngọt. Mình nêm nếm á, mình sợ ăn ngọt lắm. Ăn vừa ăn vậy thôi được rồi. Khi mà nó nguội là nó ngọt lại. Rồi thôi, chia sẻ cái món chè bưởi cho các bạn ở nhà có rảnh thì làm thử. Ở trên mạng người ta chỉ rất là nhiều luôn, nhưng mà mỗi người mỗi cách. Cách của mình nấu là vậy ha. Và xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc mùa cày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Và trong gia đình lúc nào cũng có những cái món ăn ngon như thế này. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi kênh của Kim Hòa Fashion. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Bye bye.